Tôi có quyền tin tưởng rằng tôi đã chọn đúng cái môi trường để cho các bạn trải nghiệm cuộc sống trong cái tuổi thơ của mình. Xin chào các bạn, tôi là Đức Trí. Mình là Lê Bê La. Mình là Ngô Thị Phương Sương. Tôi là Nguyễn Thị Bích Thủy. Và những câu chuyện tại nơi con khôn lớn. Cái điều mà chúng tôi là những người phụ huynh có con ở tuổi đi học ở trường phổ thông quan tâm nhất là việc làm sao tìm được một cái môi trường để cho bé được phát triển một cách toàn diện. Tuy nhiên khi mà chúng ta nói đến cái sự toàn diện đó, để cho các bé một cái cơ hội chạm vào tất cả những cái thứ trên đời này để cuối cùng xác định ra cái riêng tư của các bạn, tìm được điểm riêng của mình, điểm nổi bật của mình và các bạn tìm được mình, các bạn biết rằng là mình giỏi cái điểm nào và phát huy, mình có cái khuyết điểm nào cần phải cố gắng. Điều đầu tiên tôi thấy cái sự khác biệt đó là cái sự quan tâm của trường đến nhiều các hoạt động văn thể mỹ khác nhau, chứ không chỉ tập trung vào hoặc là nghệ thuật hoặc là âm nhạc. Mỗi một lần mà các bạn được đi dã ngoại là mỗi một lần mà các bạn háo hức gần cả tuần để chờ cái ngày đó. Và các bé nhà tôi cứ mỗi lần mà được đi dã ngoại là các bé có đủ chuyện để kể, nhất là cái đợt mà các bạn được đi xa đến Phan Thiết chẳng hạn. Các buổi cắm trại hoặc là các buổi hoạt động ngoại khóa dã ngoại, các bạn sẽ có được những cái mà ở trường gọi là trạm kiến thức, nơi mà các bạn sẽ học được những kỹ năng mềm, những kiến thức cơ bản về cuộc sống. Các bạn sẽ phải học thế nào là chữa cháy, thế nào là sơ cấp cứu, thế nào là những cái việc rất là bình thường là chúng ta tưởng rằng là chúng ta sẽ tự biết được. Các bạn được học ở trường bằng các cái hoạt động nó như thế. Tôi cho rằng nó là vô cùng cần thiết, giúp cho các bạn có một cái kiến thức không phải chỉ là kiến thức trong sách vở mà là kiến thức của cuộc sống. Cái đó nó còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nếu phải chọn ra ba tính từ để nói về ngôi trường này thì thứ nhất là thân thiện, thứ hai là lắng nghe và thứ ba đó là gần gũi. Cái điều mà chúng ta nên nói với nhau đó là cái sự gắn kết, cái sự liên lạc giữa nhà trường và gia đình rất thường xuyên, gần như mỗi ngày. Mỗi ngày con đi học và con có khó khăn gì thì ba mẹ đều nắm được, đứng đằng sau lưng để giúp cho các bạn giải quyết những cái khó khăn đó. Tôi cảm thấy rằng là các con của tôi luôn luôn được lắng nghe về tâm tư của các bạn. Lần đầu tiên tôi thấy có một ngôi trường có một cái phòng tâm lý, tức là có một cái nơi để lắng nghe các bạn, chia sẻ những cái điều mà các bạn băn khoăn. Còn cái điều gần gũi là mỗi sáng khi tôi đưa con tôi đến trường, tôi được nhìn thấy rất nhiều thầy cô đứng ở đó và gật đầu chào nhau. Tôi cảm thấy một cái gì đó rất là thân thiện. Con của tôi thì được chuyển từ một môi trường khác của Royal School. Tuy nhiên là các bạn bắt kịp cộng đồng của lớp rất rất nhanh. Chỉ trong vòng 2-3 tháng thôi thì các bạn đã có bạn bè và các bạn trở nên là một phần không thể thiếu của lớp. Và bắt đầu thích đến trường sớm hơn, chơi với bạn và thích đi về trễ hơn để ngồi lại được chuyện trò với các bạn. Qua cái điều đó tôi thấy rằng là các con tôi có một cái sự mở ra về mặt giao tiếp. Điều đó rất là quan trọng trong cái thời buổi ngày hôm nay, bởi vì các bạn tiếp xúc với công nghệ và tất cả mọi thứ quá nhiều và dễ dẫn đến làm cho các bạn cách ly khỏi xã hội. Nhưng tôi nhìn thấy rằng là các bé nhà tôi đã dẹp bớt được những hoạt động trên online để mà giao tiếp với các bạn trong trường. Đó chính là điều tôi nhìn thấy, chính là con tôi có được cái điều đó, cái sự gắn kết đó của bạn với cộng đồng. Qua một vài năm các bé được học, tôi có quyền tin tưởng rằng tôi đã chọn đúng cái môi trường để cho các bạn trải nghiệm cuộc sống trong cái tuổi thơ của mình. Chúng tôi là những người phụ huynh cũng được đồng hành, nhìn thấy các bạn đắm mình trong các cái cộng đồng, trong các cái bạn bè và các cái hoạt động của trường.